những chú cào cào nhỏ của trường mầm non Sao Mai sẽ gửi tới quý vị đại biểu những điều này là những bài thể dục của các em có sức khỏe, các em sẽ học tập tốt hơn, vâng người cô giáo hơn, khỏe mạnh hơn. We'll be right back.